truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Bây giờ các trò nhớ chăm chú đọc sách cho thật kỹ. Nếu ai không hiểu gì thì cứ hỏi tôi. Không được sử dụng phép thuật linh tinh, bởi vì những cái điều này rất là nguy hiểm, hiểu chưa? Dạ hiểu rồi. Em hiểu rồi. Hiểu rồi thì đọc đi. Em sẽ cố gắng. Nói nhiều quá. Dạ em không nói nữa. Tôi đã xin được một chữ ký của thầy tưởng rồi. Bây giờ chỉ còn chờ một chữ ký nữa thôi. Vậy chữ ký của cô Mignon thì sao? Thôi, thầy thần lôi có khi còn dễ xin hơn á. Thiệt không? Thiệt chứ sao không thiệt. Thầy thần lôi với ẹc à, xin một cái là cho liền mà. Thầy thần lôi đó hả? Ừ, có chắc xin được không? Chắc chắn luôn mà, sao mày ngu quá vậy? Xin dễ ẹc à. Cái gì đâu mà được. Nếu vậy thì thầy thần lôi quyết định một điều là không được. Dám nói xấu về tôi như vậy à? Dạ đâu có đâu. Để tôi nói cho tất cả các trò ở đây biết. Nếu như tôi phát hiện ai có ý định trốn ra ngoài hay là muốn chuột ra thì tôi sẽ kỷ luật, thậm chí là đuổi học, nghe chưa? Dạ rõ rồi à. Bây giờ chăm chú đọc sách tiếp đi, không hiểu gì thì hỏi tôi. Bây giờ phải làm sao đây? Làm sao tìm cách nào để lấy xin một chữ ký nữa? Ai biết, sao biết được gì ra biết được cái đấy. Sao đánh tôi? Chỉ còn có một chữ ký nữa thôi mà cũng không xin được nữa à? Bực bội à? Cái gì cũng bình tĩnh đi. Mình còn nhiều thầy cô mình chưa nhờ mà. Cần gì phải có sự cho phép của thầy cô? Tao biết một lối đi bí mật. Tụi mày có muốn đi không? Tới chưa? Tới rồi, tới rồi. Tới chưa, tới chưa? Gần tới rồi, gần tới rồi. Đâu đâu? Tới, chỗ nào? Tới chưa? Truyền thuyết kể rằng đi trên con đường vào buổi đêm và thì thầm câu thần chú truyền miệng, cánh cửa sẽ mở ra. Con đường sẽ mở ra đúng không? Con đường sẽ mở ra. Mà truyền thuyết có thiệt không? Thiệt chứ. Mấy thằng lớp trên nó làm hoài mà nó không cho tao câu thần chú. Vậy hả? Vậy bây giờ làm sao? Có thằng chú nữa hả? Có chứ. Thằng chú là sao? Cái thằng chú là cái gì? Đây, thằng chú nè. Thì mày đọc đi, mở luôn đi. Tao học ngu, tao giải hoài không có ra. Đưa đây. Con dở chứ vậy? Ở đây biết bao lâu không mở ra được nữa. Cổng trường u tối đã lâu, con đường không hắt bóng. Nếu gọi được từ ngữ bí mật thì con đường sẽ hiện ra. Từ ngữ bí mật con đường sẽ hiện ra. Từ ngữ bí mật con đường sẽ hiện ra. Là cái gì? Là cái gì? Là cái gì mày? Không biết. Con đường sẽ hiện ra từ ngữ bí mật. Con đường. Đờ rau. Sai rồi. Đờ men. Không phải. Đờ róc. Tào lao đờ róc nữa cha. Chứ mật khẩu là cái gì? Tao không biết nữa. Trời ơi. Ê, như có ai tới kìa. Vậy có người tới. Có người tới à, bỏ chạy đi. Chứ vậy để nó phát hiện là bị đuổi học đó. Chạy, chạy, chạy đi. Kẹt, kẹt. Tôi nè. Tôi. Trời ơi, có ai theo dõi không? Không. Thì tới đây làm cái gì vậy? Hả? Thì còn hỏi nữa. Tụi mình là bạn bè mà. Cho nên là tụi tôi phải đi theo ông chứ. Rồi lỡ bị đuổi học rồi sao? Hả? Đuổi cái gì? Tụi mình trước giờ sống vẫn tốt mà. Nếu mà có bị đuổi học, mình đi ra ngoài như bình thường thôi, có gì đâu mà lo. Quan trọng á là tình bạn của tụi mình, hiểu chưa? Thôi đọc mật khẩu lẹ lẹ đi. Vậy thì được đó. Đọc mật khẩu lẹ đi. Coi đi. Cổng trường u tối đã lâu, con đường không hắt bóng. Nếu gọi được tụi những người bí mật thì con đường sẽ hiện ra. Đúng rồi. Suy nghĩ coi, tìm cách coi. Nhanh đi. Biết rồi, đừng có hối nữa. Bị phát hiện có thể là mật khẩu là cái gì ta? Nó có thể là cái gì? Biết không? Là cái bóng đi ở trên con đường. À, là cái bóng. Cái bóng.
Để tôi suy nghĩ. Tôi biết rồi. Biết chưa? Nếu mà là cái bóng, cái bóng tiếng Anh là shadow. Sai rồi, tiếng Việt. Tiếng Việt hả? Tiếng Việt sao mà đơn giản vậy? Mật khẩu sao mà đơn giản như vậy được? Ê, tôi nghĩ ra rồi. Là cái gì? Con đường u tối. Con đường u tối thì sẽ không thể nào hát bóng được. Nếu như vậy thì chỉ có ban ngày, buổi sáng, buổi trưa. Lúc đó, chỉ có lúc đó là cái bóng mới hiện ra thôi. Đúng rồi. Nếu mà nắng nhất thì phải vào giữa trưa. Giữa trưa, nếu giữa trưa thì là cái gì? Giữa trưa là cái gì? Giữa trưa. Tránh ngõ. Má tao đi coi bói, thầy bói nói như vậy đó. Đúng rồi, đúng rồi. Mật khẩu là canh ngõ. Mật khẩu là canh ngõ. Canh ngõ. Canh ngõ. Canh ngõ. Canh ngõ. Canh ngõ. Con đường sắp hiện ra đâu rồi? Con đường sắp hiện ra đâu? Ai? Ai đã mở ra con đường cấm chế? Chết rồi, bị phát hiện rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Chết rồi, chết rồi. Bây giờ làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Rõ ràng đây chỉ là những người quen thôi. Tôi làm được rồi. Tôi làm được. Mày cũng hay quá ha. Từ nay anh em mình là bạn, không thù hận gì nữa nha. Không cần phải cảm ơn đâu. Thôi ông đi về ký túc xá đi. Để ngồi thầy Long mà phát hiện là bị phạt chết luôn á. Tôi đi nha. Ừ, đi đi. Bye bye nha. Thiệt ra đó, khi con đường nó mở ra là ta biết ngay cắt rõ rồi. Dám qua mặt ta vậy hả? Ta sẽ đuổi học hết đó. Dạ thầy, thầy cứ đuổi học á, thầy đuổi em đi, không có liên quan các bạn đâu thầy. Không thầy, thầy đuổi em đi, thầy đừng đuổi kịp. Bậy bà, bậy bà, đuổi em nè thầy. Đúng rồi, ta đã nói là đuổi hết. Thầy, thầy đừng có xin xỏ. Thầy đuổi mình em thôi thầy. Thầy đuổi em. Các bạn không có liên quan gì đâu. Thầy. Thật ra ta nói vậy thôi. Người ta biết các trò vi phạm lần đầu, cho nên tạm thời lần này ta bỏ qua, không được nói chuyện này ra ngoài đó. Dạ cảm ơn thầy, cảm ơn thầy. Dạ thưa thầy, tại vì tụi em đi thăm người bạn cũ thôi à, thầy bỏ qua, cảm ơn thầy nhiều. Đã là bạn bè với nhau đó thì nhất định sẽ có ngày tái ngộ, không cần thiết phải như vậy, hiểu rõ chưa? Dạ. À. Ừ. Thôi về ký túc xá nghỉ đi, trễ rồi. Dạ dạ dạ. Chào thầy. Ừ. Vậy là sắp tới ngày hội ngộ với nhóm bạn tụi mình rồi. Chắc là họ sẽ bất ngờ lắm đây. Chuẩn bị xong hết chưa? Dạ, con chuẩn bị xong hết rồi. Ừ, tinh thần tốt lắm. Ừ. Bây giờ vô trường học á, chỉ cần ghi nhớ hai điều cho cậu thôi. Dạ, là gì vậy cậu? Điều thứ nhất á, là trong trường học á, là không có sự quen biết bà con thân thuộc gì hết nghe chưa? Dạ. Ừ. Ủa? Ừ. Nhưng mà ngoài cậu ra thì con đâu có bà con với ai nữa đâu. Ừ. Chẳng lẽ cậu? Đúng rồi đó, cậu cũng là một người thầy trong trường đó đó. À, thiệt quá à. À, nhưng mà làm thầy ở trường đó cậu không có lãnh lương. Ủa sao không lãnh lương? À, cái đó là chuyện của cậu đi hả? Cái vấn đề á là con đi vô đó học á là coi như là không quen biết với cậu, cậu vừa dặn xong đó. Dạ con nhớ rồi. À, vậy còn điều thứ hai là gì hả cậu? Chưa đâu, cái chuyện mà không quen biết đó là để không có ảnh hưởng tới sự công bằng giữa các học sinh khác, hiểu chưa? Phải gọi cậu là thầy. À, rồi con nhớ luôn. Chuyện thứ hai đúng rồi, chuyện thứ hai á là đi vào đó học rồi con sẽ không giấu được cái bộ mặt thật của con nữa. Hả? Không giấu được hả cậu? Đúng rồi. Ủa anh, vậy có nghĩa là con không cần phải hóa trang nữa hả cậu? Đúng rồi, vô đó rồi thì rất là khó giấu thân phận, cho nên phải tuyệt đối để ý những cái người nào mà muốn nói chuyện với con, tìm hiểu con, thật ra là muốn tiếp cận với con thôi. À thì ra là chỉ muốn tiếp cận với con thôi. Ừ, trước mắt là chỉ cần nhớ hai cái điều đó rất rõ cho cậu nghe chưa? Dạ con nhớ rồi, con sẽ không có làm sai lời của cậu đâu. Tốt lắm. Bản quyền phim Full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ.